Ok. Xin chào mọi người. Hôm nay này vừa mới đi chợ về này. Toàn thấy đồ cho chó, chả thấy đồ cho người. Đồ cho chung cả người cả chó ấy. Rồi, giờ ăn đến rồi. Đấy. Chờ anh một tí. Tiền đấy nha. Chờ để anh lấy bát. Có đứa nào liếm tí đồ ăn nào của anh không? Ngồi đấy đi, ngồi xuống đi. Khoan đã, siro. Sẽ được nhiều hơn. Chưa? Từ từ. Sẽ dành cho. Không. Ok. Để chỉnh cho ba đứa nó quay đầu vào đây nó ăn. Rồi. Các bữa ăn nó cũng chỉ kéo dài trong vòng như bình thường khoảng tầm 2 phút thời gian ăn, 1 phút rưỡi đến 2 phút nếu mà ăn hạt hay là thịt xay đều vậy. Hôm nào mà cho chúng nó ăn ăn thịt luộc có nguyên cả xương thì nó lâu hơn. Ui giời, nghe cái tiếng giật giật nghe ghê quá. Nghe cái ghê với cái tiếng quả sực chuyển như thế này.
Rồi xong rồi. Rồi. Sao? Hôm nay nhặt được hai con cụt đuôi. Cháu núi. Đặt cho em tên là núi. Đang sụt sịt đấy, trời lạnh. Đấy là núi, còn đây là đá. Chào đá. Nào Yến, để chơi với em nó tí kìa. Con này nó cũng rất là khôn này. Nó thấy con lớn vào là nó né ra chứ không cọ vào nó đâu. Đang đi nhặt đồ ăn rơi vãi xem có còn gì không. Nhào vào Siro, chiều em Siro cứ cho em booty như thật. Nuôi mấy con cọc cho nó có tí tinh thần chung tay phát triển chó bản địa. Như đây mấy con này là nó gọi là theo cái duyên đón cho nó thôi, chứ không tính ra là nó còn đang chẳng chuẩn giống đâu. Màu lông lỗi này nha. Màu lông của em bị lỗi giống đấy. Nuôi để mà hiểu cái tính cách của cái giống cọc này xem nó như thế nào. Hai cái con cọc này là hai con bắt ở Hà Giang về. Cái giống này cảm nhận qua mới đón cho nó về được, hôm nay là ngày thứ ba. Cảm nhận là chúng nó cũng rất là khôn và quấn người. Chả hiểu là có nhiều con cọc thì thấy nó có vẻ nó nhút nhát, nhưng mà như hai cái con chó con này thì chả thấy nó nhát gì cả. Nó quấn người như gì luôn. Cũng kêu gào ầm ĩ không thấy chủ, là kêu gào ầm ĩ như là con rốt con. Rốt thì nó rất là chiều cho con. Em ra đây nào. Hay xì rồi. Đừng có hất chạm vào cái tay anh đang quay video. Con này là con núi. Con này là con đá. Núi và đá. Việt Nam Dog. Mấy hôm nữa thì sẽ đón thêm hai con cọc nữa để cho về, để cho ở với rốt, để cho nó có giao lưu Tây ta. Quyện chân chủ. Chào em. Nào Siro yên nào, để quay em một tí. Ngồi yên đấy, ngồi yên. Hai chị em ngồi yên. Nào. Con này nó gọi là con cụt đuôi thôi. Này nữa. Nhìn xinh phết đi chứ. Nhà. Xinh phết.
Nào. Đợt này nó không có cho con, cho nên nó không có cho con rốt. Để hai con cụt đuôi này nó ở cùng. Còn nếu mà có cho con rốt thì nó nghịch, nó hành như thì kêu e é suốt. Cho to thì nó nhường. Nhưng mà có con cho con choai choai 2 tháng hay là đến 4 5 tháng thì nó vần như thì ra tì mẹ. Khổng lồ và tí hon. Thôi ok, hai con ở bản này phải cho nó bổ hỗ trợ cho nó men tiêu hóa mấy hôm đầu ăn đồ thành phố. Nó không không là không quen. Ở trên bản người ta nuôi là toàn ngô với lại cơm nguội thôi. Ăn ngô với lại ăn cơm, thấy nuôi cho con toàn cho ăn cơm, toàn cơm trắng. Về đây có tí thịt và là đường tiêu hóa nó lại không quen, khó tiêu. Chào đá. Đá biết đá, biết tên đá chưa? Đá còn chưa biết tên. Thôi Siro chơi với hai em đi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again.